Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, đoàn cán bộ huyện Vũ Quang do đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến dân hương tại khu lưu niệm Bắc Hồ, khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, khu di tích ngã Ba Đồng Lộc. Dân hoa thắp hương tại khu lưu niệm Bác Hồ tại thành phố Hà Tĩnh, Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác Hồ và các bậc tiền bối cách mạng vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đồng thời nguyện hứa sẽ tiếp tục học tập nêu cao truyền thống cách mạng, ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh, sớm đưa quê hương ngày càng giàu mạnh. Dân hương đặt vòng hoa tại mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, đoàn cán bộ huyện bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, lý tưởng cách mạng và chí khí chiến đấu của cố Tổng Bí thư Trần Phú, luôn là kim chỉ nam cho Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện Vũ Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương giàu mạnh văn minh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Tiếp đó, đoàn cán bộ huyện Vũ Quang đã đến thắp hương tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, thắp hương tại mộ 10 cô gái thanh niên sung phong hy sinh tại đây. Ngã ba Đồng Lộc nơi đây trong thời kỳ chiến tranh để quốc Mỹ ra sức đánh phá khu vực này nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch, chặn đứng sự chi viện sức người, sức của, vũ khí, súng đạn, lương thực của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại. 10 cô gái thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc đã anh dũng hy sinh trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tuyến đường kết hợp, sửa chữa hầm trú ẩn, khơi sâu rãnh thoát nước để nhanh chóng thông tuyến đường sau khi bị địch đánh phá dữ dội. Tại đây đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện hứa tiếp tục đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó, xây dựng quê hương đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh.